Xin tất cả kính chào quý khán giả đang đến với chương trình tin tức của ngày hôm nay của Hồng Việt TV với Trương Minh và Julie. Và sau đây Julie sẽ mở đầu với phần tin Hoa Kỳ. Hạ viện bỏ phiếu tăng giới hạn nợ công, nhưng dự luật nhiều khả năng sẽ bị chặn lại ở Thượng viện. Hạ viện cho tối thứ Tư thông qua dự luật đình chỉ giới hạn nợ công đến tháng 12 năm 2022 để tăng trần nợ công và tránh chính phủ ngừng hoạt động một phần. Dự luật được thông qua với 219 phiếu ủng hộ và 212 phiếu chống. Và nay chuyển lên Thượng viện, nơi nhiều khả năng nó sẽ bị phía Cộng hòa chặn lại. Các thượng nghị sĩ Dân chủ cố gắng thông qua dự luật để cấp ngân sách cho chính phủ và tránh nguy cơ chính phủ liên bang vỡ nợ bằng cách tăng trần nợ công 28.400 tỷ đô la. Nhưng phía Cộng hòa phản đối, muốn phải Dân chủ dùng một quy trình quốc hội để hành động một mình trong vấn đề giới hạn nợ. Chính phủ sẽ trạm trần nợ khoảng ngày 18 tháng 10, một sự kiện có thể gây ra vỡ nợ lịch sử với hậu quả kinh tế lâu dài và ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính. Khả năng khủng hoảng tài chính nếu quốc hội không hành động về trần nợ công đang được các nhà đầu tư theo dõi sát. Mặc dù rất ít người nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ vỡ nợ, ngân hàng Goldman Sachs tháng này mô tả cuộc đối đầu là thời hạn chót giới hạn nợ rủi ro nhất trong thập niên qua. Theo tin mới nhất, lãnh đạo nhóm thiểu số Thượng viện Chuck Schumer tối thứ Tư công bố hai bên đã đạt được thỏa thuận để ngăn chính phủ đóng cửa một phần. Dự luật ngân sách ngắn hạn này sẽ giúp các cơ quan liên bang hoạt động đến ngày 3 tháng 12, nhưng nó không giải quyết thời hạn chót tăng trần nợ công để tránh vỡ nợ. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin không ủng hộ ở lại Afghanistan mãi mãi. Phát biểu trong một ủy ban Hạ viện hôm thứ Tư, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết ông không ủng hộ duy trì binh lính Hoa Kỳ tại Afghanistan mãi mãi. Và trong buổi điều trần tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện về việc rút quân khỏi Afghanistan, ông cũng nói rằng thực tế không thể không có rủi ro nếu quân đội Hoa Kỳ ở lại và cần thêm binh lính. Ông Austin đưa ra bình luận trên trong buổi điều trần kéo dài nhiều giờ đồng hồ, mà trong đó các nhà lập pháp Cộng hòa công kích việc Tổng thống Joe Biden bênh vực quyết định rút quân khỏi Afghanistan. Dân biểu Cộng hòa Matt Gaetz của Florida chất vấn các lãnh đạo quân đội và cáo buộc Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng tướng Mark Milley phá hoại chuỗi chỉ huy, một việc ông Milley phủ nhận. Ông Biden đối diện cuộc khủng hoảng lớn nhất trong nhiệm kỳ tổng thống vì cuộc chiến ở tại Afghanistan mà được ông lý luận cần chấm dứt sau 20 năm, trong đó làm nhiều người Hoa Kỳ thiệt mạng, cạn kiệt đi nguồn lực và phân tán những ưu tiên chiến lược lớn hơn. Bên phía Cộng hòa, cáo buộc ông nói dối về việc các chỉ huy quân đội đề nghị giữ 2.500 binh lính tại Afghanistan, về xem nhẹ họ, cảnh báo nguy cơ sụp đổ của chính quyền mà được Hoa Kỳ hậu thuẫn tại Kabul, và về cường điệu khả năng của Hoa Kỳ có thể ngăn chặn Afghanistan trở thành nơi ẩn náu an toàn cho các nhóm phiến quân như Al-Qaeda. Ủy ban Hạ viện chấp thuận 3 dự luật để ngăn chặn giá thuốc cao. Ủy ban Tư pháp Hạ viện hôm thứ Tư bỏ phiếu chấp thuận 3 dự luật để ngăn chặn những thông lệ các nhà sản xuất dược phẩm để tăng giá và cản trở cạnh tranh, trong đó một dự luật sẽ cấm chiến thuật trả tiền cho các công ty generic để trì hoãn đưa phiên bản thuốc rẻ tiền ra thị trường. Dự luật thứ Tư sẽ được xem xét trong ngày thứ Năm hôm nay. Chủ tịch Ủy ban Gerald Nadler cho hay, văn phòng ngân sách quốc hội ước tính lệnh cấm thỏa thuận trả tiền để trì hoãn bằng sáng chế nhằm ngăn cản cạnh tranh của thuốc generic sẽ giúp người dân Hoa Kỳ tiết kiệm hơn nửa tỷ đô la trong 10 năm. Những dự luật này được đưa ra trong buổi điều trần hiếm thấy gồm cả các thành viên Hạ viện và Thượng viện, trong đó các nhà lập pháp từ hai đảng và hai viện nói rằng họ đưa ra các dự luật nhằm giảm giá thuốc gây toa cho người dân Hoa Kỳ. 4 dự luật giống nhau được giới thiệu tại Hạ viện và Thượng viện. Ủy ban Tư pháp Hạ viện hôm thứ Tư bỏ phiếu để Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ FTC cấm các kiến nghị giả tạo. Trong đó các công ty dược phẩm kiến nghị cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA về một công ty thuốc generic đang xin phép cho loại thuốc đối thủ với mục tiêu trì hoãn đưa thuốc generic ra thị trường. Thuốc biệt dược có thể nhanh chóng mất đi hơn 80% doanh thu một khi nhiều phiên bản thuốc generic xuất hiện trên thị trường. Họ cũng thông qua một quy định để ngăn chặn đổi mới sản phẩm, thông lệ thực hiện thay đổi nhỏ công thức của một loại thuốc để xin bằng sáng chế mới, từ đó kéo dài thời gian độc quyền và cũng sẽ ngăn chặn các thỏa thuận trả tiền để trì hoãn bằng sáng chế. Trung tâm kiểm ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ ban hành cảnh báo khẩn: phụ nữ mang thai cần chích ngừa COVID-19.
Với CDC Hoa Kỳ hôm thứ Tư ban hành về hướng dẫn mạnh nhất từ trước đến nay kêu gọi phụ nữ mang thai chích ngừa COVID-19. Hướng dẫn được đưa ra khi hơn 250.000 ca COVID-19 xảy ra ở phụ nữ mang thai, mà trong đó 22.000 người phải nhập viện. Tổng cộng 161 thai phụ tử vong vì COVID-19, trong đó 22 người chết chỉ riêng trong tháng 8. Tuy nhiên, chưa đến 1/3 phụ nữ mang thai chích ngừa COVID-19. Những người có bệnh lý nền như cao huyết áp, tiểu đường có nguy cơ biến chứng COVID-19 cao. Phụ nữ mang thai cũng có nguy cơ biến chứng vì COVID-19. Phần lớn thì những biến chứng này xảy ra ở phụ nữ chưa chích ngừa. Một biến chứng của COVID-19 trong khi mang thai là sinh trước hạn kỳ, gây nên nguy hiểm cho em bé. Em bé sinh non dễ bị ảnh hưởng chức năng hô hấp do phổi của các em chưa phát triển đủ, và nếu em bé sinh non mà lại nhiễm COVID-19 thì rủi ro càng tăng. Mặc dù hiếm, nhưng số bệnh nhân COVID-19 nhỏ tuổi nhất phải dùng máy thở. Bác sĩ Rosalie Walensky, giám đốc CDC, nói rằng những phụ nữ mang thai hoặc chuẩn bị mang thai thì cần chích ngừa COVID-19 để bảo vệ bản thân và em bé của họ. Có nhiều phụ nữ mang thai không chịu chích ngừa vì thông tin sai lệch về an toàn và hiệu quả của vaccine. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy nguy cơ sảy thai không tăng sau khi chích ít nhất một liều vaccine Moderna hoặc Pfizer. Và tỷ lệ sảy thai của khoảng 2.500 phụ nữ trong cuộc nghiên cứu là ngang bằng tỷ lệ ở trong dân số chung. Hoa Kỳ sẽ công bố 23 loài sinh vật tuyệt chủng. Chim gõ kiến mỏ ngà, chính thức không được nhìn thấy từ năm 1944, là một trong 23 loài sinh vật sẽ được công bố tuyệt chủng, theo một đề nghị cơ quan quản lý cá và động vật hoang dã vừa thông báo hôm thứ Tư. Các nhà khoa học miệt mài tìm 23 loài sinh vật này, gồm có chim, cá và các loài khác, đồng thời cảnh báo khí hậu biến đổi là nơi sinh sống giảm dần, ngoài những áp lực khác, có thể khiến tuyệt chủng trở nên phổ biến hơn. Bà Bridget Fowley, trưởng bộ phận sinh thái của cơ quan quản lý cá và động vật hoang dã, nói rằng các nhà khoa học cống hiến cuộc đời của họ để ngăn chặn tuyệt chủng, nên việc phải thừa nhận chúng ta thua trong cuộc đấu tranh này là điều rất khó khăn. Các loài tuyệt chủng bao gồm 11 loài chim, 8 loài vẹm nước ngọt, 2 loài cá, 1 loài dơi và 1 loài cây. Bà Fay cho biết trong đa số trường hợp tuyệt chủng là do mất nơi sinh sống. Một khi nơi sinh sống bị mất đi, rất khó để lấy lại. Một số trường hợp khác, dịch bệnh hay các loài xâm hại góp phần làm giảm số lượng. Bà cho hay đa số những loài này được bảo vệ sau khi đã quá trễ. Chim gõ kiến mỏ ngà là loài gõ kiến lớn nhất Mỹ Châu, nhưng khai thác gỗ tại các khu rừng già ở Nam Mỹ phá hủy nơi sinh sống của chúng. Chim gõ kiến mỏ ngà được nhìn thấy lần cuối vào năm 1944 ở Đông Bắc Louisiana. Cũng trong danh sách này là chim hót Bachman, được xem là một trong những loài chim hót hiếm quý nhất Mỹ Châu. Nó không được nhìn thấy ở Hoa Kỳ từ năm 1962. Lần cuối nó được nhìn thấy là ở Cuba năm 1981. San Jose xin lỗi di dân gốc Hoa vì vai trò của thành phố trong kỳ thị chủng tộc có hệ thống. Thành phố San Jose từng là nơi có một trong những khu Chinatown lớn nhất tại California, ở trung tâm thành phố, và đó là trung tâm đời sống của di dân gốc Hoa. Những người làm việc tại các nông trại và vườn cây ăn trái gần đó. Hơn một thế kỷ sau khi những kẻ đốt phá thiêu rụi khu Chinatown năm 1887, Hội đồng thành phố San Jose hôm thứ Ba thông qua nghị quyết xin lỗi di dân gốc Hoa và hậu duệ của họ vì vai trò của thành phố trong kỳ thị chủng tộc có hệ thống, bài ngoại và phân biệt đối xử. San Jose là trung tâm thành phố lớn nhất ở Hoa Kỳ mà chính thức xin lỗi cộng đồng người Hoa vì cách đối xử với tổ tiên của họ. Hồi tháng 5, thành phố Antioch đã xin lỗi vì cách đối xử với di dân gốc Hoa, những người xây dựng các đường hầm để về nhà sau khi làm việc, vì họ bị cấm đi lại trên đường sau lúc hoàng hôn. Thị trưởng San Jose Sam Licardo nói rằng điều quan trọng là các thành viên cộng đồng người gốc Hoa biết rằng cuộc trò chuyện xoay quanh bất công chủng tộc và lịch sử, bao gồm sự trấn áp mà tổ tiên họ phải chịu đựng. Lời xin lỗi được đưa ra giữa làn sóng tấn công cộng đồng gốc Á Châu kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bắt đầu năm ngoái. Các thành phố khác, đặc biệt ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương, cũng xin lỗi với những trong những thập niên qua. Và năm 2009 thì California xin lỗi công nhân gốc Hoa, và Quốc hội thì xin lỗi vì đạo luật loại trừ người gốc Hoa mà được chấp thuận năm 1882. Và được xem là người gốc Hoa là mục tiêu của luật đầu tiên giới hạn di trú dựa trên chủng tộc hoặc quốc tịch. Và thành phố thì có 5 khu Chinatown, nhưng khu lớn nhất xây dựng năm 1872.
Sau đó 15 năm, hội đồng thành phố tuyên bố nó gây nên phiền toái cho công chúng và ra lệnh di dời để xây dựng tòa thị chính mới. Trước khi giới chức hành động thì khu Chinatown Thịnh Vượng bị đốt phá hủy hàng trăm căn nhà và cửa hàng, làm khoảng 1.400 người mất nhà cửa. Và đó là kết thúc phần tin Hoa Kỳ, số phút thương mại sẽ là phần tin quốc tế.